Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển về khu đảo chè Thanh Chương. Trên đường đi hai bên là những cái bãi ngô xanh mướt, không khung cảnh rất là đẹp, không khí thì trong lành, xa xa thì là rất là nhiều các cái rặng tre, thật sự là một khung cảnh đồng quê thanh bình mát mẻ, khiến cho cảm giác con người ta nó nhẹ nhõm. Xin chào tất cả mọi người. Anh em chúng tôi đang có mặt tại đảo chè Thanh Chương, Nghệ An. Là một đảo chè đẹp nhất khu vực miền Trung. Và muốn các bạn ai chưa đến đảo chè sẽ cùng anh em chúng tôi trải nghiệm đảo chè. Tôi sẽ cố gắng quay một vài thước phim video đẹp để anh em ngắm, mọi người cùng xem. Xin cô Nguyệt, cô cảm nhận gì khi đến với đảo chè Thanh Chương, Nghệ An? Cảm nhận của tôi là thật là tuyệt vời. Một đảo chè xanh mướt, và được chúng tôi được chèo thuyền đi ngắm các đảo chè trong một cái thung lũng chè. Và hôm nay tôi muốn thành một cô hái chè. Đúng rồi, đúng tôi rồi. Tôi đi hái những búp chè non. Những búp chè này mà đã được sao lên ấy, thì cô Thảo, nước cô chè cảm nhận gì khi đến với đảo chè Thanh Chương, Nghệ An? Em cũng thế, cảm nhận rất là tuyệt vời. Được tuyệt vời à? Đảo chè nhìn xuống những cái thung lũng xung quanh núi đồi trùng điệp rất là đẹp, cảm rất là tuyệt vời. Thấy rằng là thiên nhiên rất là ưu ái cho vùng đất miền Trung. Cô Hạnh, cô cảm nhận gì về đảo chè? Đảo chè trên đồi chè xanh mướt, núi dòng sông êm đềm. Đây là hồ đấy chứ sông đâu? Sông đấy, đây cũng là nhánh sông Lam đấy. À, nhánh sông Lam à? Cũng là nhánh sông Lam đấy. Thế thì hôm nay cả gia đình chúng ta sẽ trở thành những người công đây, nhân hái chè nhá. Thành công nhân hái chè đấy, búp chè non đây. Chè này thì chúng ta có thể chúng ta là về chúng ta phơi nhá. Chúng ta phơi và chúng ta tự sao lên xem nào. Chè này uống là rất bổ cho sức khỏe. Được chúng ta tưới tiêu tự bằng phơi và tự nguồn sao. Nước rất sạch của dòng sông Lam. Và sẽ tự thưởng thức. Đấy các bạn thấy không? Đấy, mọi người nhìn thấy bên kia phong cảnh thật là hôm nay hữu tình đông du khách đến với đảo chè. Đấy, khách đông chưa? Du khách về đây rất đông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Đấy. Để ta về ta sao nhá. Đây là toàn cảnh của đảo chè Thanh Chương, Nghệ An. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng. Mình mang về, mình mang về đi. Sẽ không được. Biết làm sao được? Mình ngâm nó vào đấy. Tức là cái búp này lên thì không sợ, sợ. Chúng tôi đã hái được một nắm của búp chè rồi. Và đây là bông hoa chè ạ. Bông hoa chè nhụy vàng rất là đẹp. Hôm nay về mình sẽ tự sao cái búp chè này đây.
và thưởng thức xem là chè có ngon bằng chè Thái không. Đây là cô công nhân hái chè mà. Cô công nhân hái chè thành thạo đấy rồi. Đây là hơi một sông là có nước, có sông. Đúng rồi. Đây gọi là búp không? Đây gọi là búp không? Búp đấy. Về là sao trên chảo đúng không chị? Thứ này vậy mình hàm ngon hơn. Mình à tức là uống tươi này hả? Tươi ngon hơn. À. Thế hả? Mình về nhưng mà em ơi có thuốc không? Có phun không? Chẳng biết luôn. À tiệm. Trước khi mình uống thì mình cũng cứ rửa sạch đi vậy. Cho nó chắc. Lá già hơn chứ nhưng mà lá này ngon hơn. Lá này ngon hơn. Là phải hàm nước thôi, lá hoa thì là ngon hơn đấy. Hạnh Hạnh mở túi Hạnh ra chị nhét vào. Không. Không sao đâu. Đấy, mọi người xem được hai cô gái Thái mà rất xinh đẹp đang check in cho nhau tại đảo chè Thanh Chương. Xinh quá. Một cô gái giữa đảo chè tuyệt vời. Đẹp quá. Ở đây rất nhiều các chị em xinh gái đến đây chụp ảnh check in tại đảo chè. Cô Thảo, cô vào cô thuê bộ quần áo ra. Cô gái xinh đẹp mà không biết là quê ở đâu. Vì cái nơi đây là nơi rất cuốn hút. Cho nên là các cô được ngày nghỉ rủ nhau đến đảo chè Thanh Chương này để chụp ảnh check in. Đấy, có một cái bác check in cho các cô ấy, rất chuyên nghiệp. Đấy, cô Hạnh cô ấy ra đây cô ấy cũng check in cùng các cháu xinh đẹp. Đấy. Đúng rồi. Đấy, mọi người thấy không? Đẹp gái chưa? Đấy, rất đẹp. Còn cái đôi trên cao kia đang chụp ảnh check in với nhau. Nếu không check in, không chụp ảnh thì không chịu được. Thế phải tranh thủ làm vài kiểu selfie. Đấy, trên đồi chè. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy, đôi kia kìa, lãng mạn chưa? Đấy, không biết đôi là đôi gì nhỉ? Tên là gì? À, đôi là đôi Thanh Thảo à? À, đôi Thanh Thảo, quê tận ở quận Hoàng Mai, đi vào huyện Thanh Chương để check-in. Đấy, cô Hạnh đang hái chè để gửi sang cho con gái đấy. Để làm chè xanh, uống nước cho nó mát bổ. Có cái cỏ cả. Mọi người thăm đồi chè. Đúng rồi. Mãi rồi cũng mỏi chân. Bây giờ là vào đây là nghỉ ngơi này. Ăn lạc luộc Nghệ An này. Lạc xem các ông các bà này thăm chè mãi thì cũng chán. Nhưng mà vé vào đây rất rẻ nha mọi người nhá. Có 50k thôi. Gồm có du thuyền. Vào đây chụp ảnh check in đồi chè. Đấy, bà Hạnh bà đang ngồi bà ấy thở kìa. Đấy. Ông Thành thì đang sửa check in ảnh để đăng lên Facebook hay là Zalo ấy. Zalo xong rồi. Đấy. Xong một mục rồi. Đấy. Xong Zalo ăn rồi. Ông Thành này mà đăng like lên trường Đại học Thăng Long thì nhiều view lắm. Ông Nguyên chụp ảnh gửi cho con gái đi. Gửi cho con gái con dâu cái đi. Gửi chưa? Gửi rồi, lặng lặng chị ơi. Xem ông nội đi đâu, con dâu không biết là ngày lễ ông nghỉ đi đâu. Phong cảnh thật là tuyệt đẹp. Trên đồi, dưới nước. Chị vào đây. Chị vào anh Tuấn kìa. Ngồi toát này chưa? Đây là ông Tuấn,
sau khi đã tham quan và chụp rất nhiều ảnh cho đoàn, ông đã đang thở. Đấy, hở hết quay mũ đây. Đây là hai chị Đại, chị Đại Nguyệt và chị Đại Thảo. Hai chị hái được rất nhiều chè, chắc là tối nay là về sao để cho mọi người uống. Đấy, hai chị Đại đấy, hai chị Đại đấy, đấy, bác cả đây. Đây là cô Hạnh đâu rồi, đang làm gì thế này, ôi dồi ôi, nằm võng thư giãn. Đang, à Zalo lại, check in Zalo đây, gửi về cho ông Siêu trong miền Nam. Sau khi đã chụp và quay rất nhiều thì ông Thanh đang cho lên Zalo và Facebook, đang đợi đến đêm nay được bao nhiêu like rồi ông Thanh ơi? Hơn trăm like rồi. Hơn trăm like rồi kìa. Ôi dồi, ông Thanh ông ấy nhiều bạn ghê nhỉ. Còn 5 phút. Ôi quả này mới đẹp này. Đây đây. Đây đây. Quả này mới đẹp này. Đây. Đây ông Thanh này, cái đây, cái là cái. Đâu. Ôi dồi ôi, cái like này được hơn trăm like rồi. 2 phút được hơn trăm like rồi, ảnh đẹp quá. Bây giờ là anh em chúng tôi là đi rời đảo chè, đi xuống bến thuyền để đi sang bãi xe. Mỏi chân quá cho nên là mọi người chúng tôi đợi thuyền để chuẩn bị đi đảo khác. Ông Hiền kiếm được cái quả áo ở đâu đẹp đấy nhỉ? Lắng lắm không à? Nắng quá. Vâng. Mặt trái đen à? Đây, 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 nhìn này. Chả hái được cân chè nào mà mặt trông đen xì đến sầm. Ê chị. Nắng quá, đất Nghệ An nắng quá quá. Bây giờ là anh em chúng tôi lên trên thuyền để tiếp tục đi vòng quanh các bạch hồ của đảo. Đây đây, đứng với con đi. Đây là quay ai của chồng đây. Thay mặt sau lời thay mặt nhân viên thì xin trân trọng cảm ơn quý du khách đã ghé thăm đảo chè Thanh Chương và ủng hộ dịch vụ của du thuyền nhân viên Điều Cay. Và sau đây thì có những giới thiệu đối nhẹ sơ qua về đảo chè Thanh Chương. Đảo chè Thanh Chương có tổng diện tích hồ nước và đồi chè là hơn 490 ha, và trong đó thì hơn được là có diện tích là 90 hecta, còn ngoài ra là có 36 hòn đảo và bán đảo. Và đôi chè Thanh Chương thì nó được nằm giữa hai xã Thanh Thình và Thanh Ám. Với 2/3 diện tích là xã Thanh Ám, còn 1/3 là ở Thanh Thình. Còn độ sâu của hồ là nơi sâu nhất ấy là 21 mét, còn độ sâu trung bình của nó rơi vô tầm khoảng 11-12 mét. Cái chỗ mà mình đang đi đây, đang ở dưới thuyền đang đi đây là khoảng 7-8 mét. Và mùa này thì mùa hè cho nên là mực nước hiện tại càng hơn so với mực bình thường là khoảng 1 mét. Người ta xả đi để làm cái hồ chứa chuẩn bị cho đợt mưa lũ. Ở đấy mùa mưa lũ mực nước lên cao nhất so với mực bình thường, nó sẽ lên tầm khoảng hang tre thứ hai ở được mùa thuyền đấy, nó lên tầm hang thứ hai đó. Và cái nguồn nước ở đấy nó sẽ
được đổ đá từ cái nguồn nước từ các khe ruồi ở trong rũ ấy, nó từ cái rũ Giạc Lao ở đấy gần cửa khẩu, và khi được đây thì nó sẽ đổ đá về sông Lam, sông Lam sông Cả đấy. Cái hồ này thì nó cũng thuộc dạng là bản tự nhiên, bởi vì là ngày trước khi người ta chưa đắp cái con đế đấy, nó là ở đấy là thuộc dạng cái cánh gọi là cái cánh nó không được xấu lắm, nó xấu thì người ta nắm theo cha ông kể lại thì nó sâu hái, người ta đã đắp lại cái bờ đế để tốn tàu lên làm hồ thủy lợi giữ nước tưới tiêu cho cây trồng. Và cái hồ này có tên gọi là hồ câu cáu, bởi vì là trước có con đường mòn Hồ Chí Minh ấy, chỉ mới đi chứ có đường nhựa, mới đi đường đất thì quá ngoài cái đường nhựa ngoài kia cái khe suối chảy quá dẫn để đi qua, thì người ta dùng hai cây cáu để bắc qua. Và từ khi đó là đến giờ là sẽ cái hồ này đắp lên là được có tên gọi là hồ câu cáu. Đó là đối đẹp sơ qua về đảo Gia Thanh Chương. Thì sau đây xin hẹn. Chào hai cháu. Hai cháu quê ở đâu ạ? Phong Thịnh ở huyện gì? Huyện Thanh Chương ạ. Thì hai cháu là học ở trường nào? Trường Đại học Thăng Long ạ. Tức là chú Thanh kia là giáo viên à? Thầy Thanh là giáo viên ạ. Đâu thầy Thanh đâu rồi? Đây, hôm nay thầy Thanh rất là có duyên. Vô tình gặp được hai sinh viên cùng trường. Đấy, thầy dạy môn gì ở trường nhỉ? Triết học hay là kinh tế chị? Hả? Hình như là thầy dạy môn giáo viên quân sự đúng không? Đúng rồi. Thế thì chúc hai cháu là có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhá. Và đạt kết quả học tập cao nhá. Đấy, trở thành một sinh viên nổi tiếng của trường Đào Thăng Long nhá. Đấy, thì tranh thủ đây thì chú cũng review cho cái trường Thăng Long nhá. Để cho thương hiệu nổi tiếng. Đấy, thầy giáo Thanh đây. Còn đây là vợ của thầy giáo. Bây giờ bà Thảo là đang check in trước khi kết thúc hành trình lên tham quan đảo chè Thanh Chương, Nghệ An. Và ông Thanh đang làm thợ ảnh cho bà Thảo. Bây giờ là ông Thanh đang ngồi ở trên một vị trí gọi là cao chót vót. Và bà Thảo bà đang check in cho ông Thanh nhá. Đấy, cả nhà cùng ngắm nhá. Đây. Đấy. Được chưa? Đấy, bà check in cho ông. Tạo dáng đi. Lồng lộng giữa trời mây luôn. Úi giời ơi, thế này thì nhiều like, nhiều view vết đấy. Đây này, em đăng ảnh lên trên Facebook thì thôi nhỉ. Các cháu like ầm ầm.